Trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh sau sự kiện Brexit. Cùng với đó, giá vàng trong nước cũng tăng khoảng 1 triệu đồng một lượng, tiến sát ngưỡng 37 triệu đồng một lượng. Ngày hôm nay, giá vàng thế giới đã tăng lên mức 1.346 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng khoảng 20 đô la Mỹ một ounce so với cuối tuần trước. So với cuối năm 2015, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 27%. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng SJC mua vào đã lên mức 36 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá vàng bán ra lên mức 36 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 1 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Giá tăng cao nhưng vẫn có một số người dân tiếp tục mua vào. Giá vàng ngày hôm nay thì cũng hơi cao một tí, nhưng mà với người mua tiêu dùng thì cũng cảm thấy rất là thoải mái. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 300.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, giao dịch trên thị trường vẫn đang khá bình thường, không có dấu hiệu mua vàng tăng đột biến. Nhiều chuyên gia dự đoán, nhu cầu mua vàng, tài sản tích trữ an toàn trên thế giới vẫn đang tăng cao. Giá vàng thế giới có thể vượt ngưỡng 1.400 đô la Mỹ một ounce, khi đó giá vàng trong nước sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Nếu như là các cái diễn biến kinh tế vĩ mô dẫn đến việc Fed không tăng lãi suất thì chúng ta có thể chứng kiến một cái lần bứt phá của vàng nữa lên đến có thể đến vùng 1.500. Hiện nay thị trường Việt Nam thì nó cũng đồng hành với cái biến động của giá vàng thế giới. Thì chắc chắn rằng là nếu giá vàng quốc tế mà đẩy lên đến cái mức 1.400 đô la một ounce thì có thể giá vàng trong nước cũng có thể đẩy lên đến thêm 1 triệu đồng một lượng. Một số quỹ đầu tư trên thế giới còn tin tưởng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục leo thang, vượt ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ounce trong vòng 18 tháng tới. Tuy nhiên, hiện vẫn đang có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, nên từ nay đến cuối năm, vàng khó lòng vượt ngưỡng 1.500 đô la Mỹ một ounce như kỳ vọng.